Chào đón quý vị đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của đài VietTV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Kính thưa quý vị, hiện tại nhóm phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại ngôi chùa Đại Giác, tọa lạc trên đại lộ Kerwood của thành phố Houston. Và ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng tôi xin mời quý vị cùng tham dự vào trong ngày đại lễ Quán Thế Âm được tổ chức ngày 21 tháng 7 năm 2019, cùng với lại tất cả của quý vị đồng hương. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi ghi nhận là một chương trình được tổ chức rất là long trọng và ấm cúng cùng với lại quý vị Phật tử, và xin mời quý vị cùng tham dự với chúng tôi. Mình là Phật tử Diệu Đức, đã đến chùa Đại Giác cũng khá lâu, cho nên là hôm nay cũng được có duyên lành để đến đây dự buổi lễ quan thăm Bồ Tát tại chùa Đại Giác. Nghi thức thì có trước tiên là làm lễ thỉnh sư và làm lễ chào cờ quốc ca Hoa Kỳ, sau đó là lễ cúng Phật, và sau cùng là văn nghệ. Hằng năm, Phật tử ở khắp mọi nơi trên thế giới đều hướng về làm lễ ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát. Tên của Ngài, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có một ý nghĩa rất hay và sâu sắc. Quán là chỉ về sự quan sát, tìm hiểu rõ ràng về tất cả thế gian. Thế được gọi là thế gian, cuộc đời, cuộc sống trong nhân gian. Âm là tiếng kêu cứu, thỉnh cầu của những chúng sinh đang đau khổ. Bồ Tát là độ thoát, cứu độ cho chúng sanh, giúp họ có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hiểu rõ như vậy, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là người luôn quan sát, lắng nghe tiếng cứu khổ từ bi chúng sinh trong nhân gian để đến mà cứu nạn. Ngài mang lòng từ bi, nhân ái, vị tha để đi cứu tất cả mọi người, không phân biệt ai cả, giống như một người mẹ luôn bảo vệ những người con thân yêu của mình. Vì thế, xin hãy giữ gìn thân tâm trong sạch, yêu thương bản thân mình, giúp ta sửa chữa những điểm yếu, và hãy quan tâm giúp đỡ những người xung quanh. Làm được như vậy chính là ta đang theo đại nguyện lớn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng tôi xin trân trọng kính chào VietTV và đồng bào Phật tử. Và tiếp theo là chúng tôi thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị luôn luôn được hạnh phúc, luôn luôn được sống khỏe, sống vui, để mà phụng vụ chúng sanh, và đặc biệt là mình phụng vụ cho dân tộc quốc gia của chúng ta. Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tình yêu giữa cuộc đời. Xin mời cô Phượng chia sẻ về những sinh hoạt sắp tới. Ngày 25 tháng 8, chùa sẽ có buổi lễ Du Lan, nhưng mà đặc biệt là ngày 13 tháng 10, chùa sẽ có buổi văn nghệ duy trì ngôi Tam Bảo. Thì xin kính mời các Phật tử, các đồng hương hãy quan hệ mà giúp chùa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh do nhóm phóng viên Án Nhiệm và Dư Lê của đài VietTV tại thành phố Houston, Texas ghi nhận trong đại lễ Quán Thế Âm được tổ chức tại ngôi chùa Đại Giác thành phố Houston. Án Nhiệm rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Chúng tôi xin chào và chúc cho quý vị có một ngày thân tâm an lạc. Xin chào.